Yap sen de. Sao sao điện thoại giờ cái kêu của nó giống như kiểu mình có thể né dễ dàng luôn dễ dàng dễ dàng má gì vậy giữa đây này thằng ở giữa thôi mang kia máu riêng đang nhìn tôi nè có một thằng đứng có một thằng thôi còn một thằng bên dưới mình đó đứng ngoài rồi đó chứ lại cái này nè cái xếp nó đứng dịch bài nhạc bất thủ mình phải làm sai một clip tập về nữa mình đưa dòng sơ xem và thuyết phục ông chết nó bị thần cận khẩn á từ bình tĩnh thôi mấy ơi đi vô được rồi nó bị khẩn á nó bị khẩn một xíu thôi không nhiều lắm cho tôi có các bạn trống ok trở lại trận chiến này đường nó vô á tỉnh tới nay ơi ăn đập một cái nữa chưa đập đập chết đập chết nó chờ đợi chút chút gì thôi chút tấm kiếm không nó kiếm sàn đấu không xong ôi là một thằng ma mới đơn giản theo bên tôi xong giờ mình phải chơi gì nó khó khó xíu nghĩ sao chơi đây kiếm cung hay là cái gì thì mạnh quá rồi mình tỉnh anh ơi nó bị khủng hả nó bị khủng hay không bên tôi cái trâu không á có bao nhiêu thằng rồi tao một câu là bò đó, nó mẹ tôi đã kêu là bà ta mất kiếm lắm nhìn này mẹ nó chờ cho nó tàu chiến á chờ cho nó bước vô hơi tù xíu chờ
đó hơi tù, hơi khó trúng thiệt. Có chịu quýnh boss thì không trúng thôi. Nó muốn đẹp á. Cái thời mà nó đang làm nhiếp dâm á. Má, không quýnh ông lắp nó bay tùm lum luôn. Rồi sao mà nó...